Hôm nay em sẽ hướng dẫn quý khách cách ẩn số điện thoại, ẩn tên người gọi đến trên iPhone. Anh chị thấy ở đây là em có lưu anh Nghĩa, chú Nảm, anh Phú, vân vân. Ở đây là số điện thoại. Và ở đây là nó có hai cuộc gọi nó ẩn xuống. Thì cái cách mà để ẩn như thế này rất là đơn giản. Nếu như anh chị nào mà đang cần một cái bí mật sử dụng điện thoại, không muốn người khác thấy những cái cuộc gọi hiện trên màn hình khi gọi đến, thì anh chị làm theo cách sau đây. Bây giờ thì em sẽ cho cái sim này nó hiện cái tên lên. Bình thường cái sim này gọi là cái sim test, tại vì cái sim này em đã test máy nha anh chị. Đây, em sẽ bấm vô cho anh chị xem cái số sim luôn. Ở đây là cái sim này là sim test máy, cái số nó đây. Thì để mà ẩn cái số này đi á thì cực kỳ đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết. Bây giờ em sẽ thử gọi đến cho anh chị một cuộc gọi. Đây là cái cách mà điện thoại nó thường nó sẽ hiển thị cái cuộc gọi như thế này. Ví dụ như anh chị lưu sim test thì gọi đến nó hiện kiểu sim test ở đây. Anh chị thấy thì ở đây nó có hiện cái chữ sim test. Nó hiện cái chữ sim test như thế này. Ví dụ như anh chị lưu là em yêu hay anh yêu gì đó thì nó hiện tên lên, anh chị không muốn thì anh chị có thể ẩn nó xuống. Ở trong mục danh bạ của anh chị, khi mà anh chị thấy cái cuộc gọi đến như thế này thì anh chị muốn ẩn đi thì anh chị bấm vào chữ Y. Anh chị bấm vào chữ sửa. Sau đó ở cái chỗ mà nó đặt tên sim test này nè, anh chị bấm vào đây, anh chị xóa đi. Ví dụ như ở đây nó còn 3-4 cái tên, anh chị đặt 3-4 dòng vậy đây, anh chị xóa hết. Anh chị chỉ để cái dòng đầu tiên thôi. Sau đó anh chị bấm khoảng cách. Sau khi anh chị bấm khoảng cách xong á, là nghĩa là anh chị không có đặt tên gì hết. Bây giờ anh chị bấm xong. Bây giờ thì anh chị bấm xong rồi. Bây giờ là ở đây nó ẩn đi. Thì hiện tại nếu như mà anh chị điện tới á, em sẽ demo luôn cho anh chị xem. Bây giờ anh chị điện tới là nó không có, nó không có cái tên người gọi, cũng như là nó không có số điện thoại hiện lên trên màn hình. Đây, nó trắng tinh như thế này luôn. Và nhiều khách hàng sẽ thấy rất là lạ khi mà có cuộc gọi đến mà không biết ai như thế này. Một điều rất là tuyệt vời khi anh chị làm điều này. Bây giờ thì mình kết thúc. Và nếu như anh chị làm quá nhiều số như thế thì làm sao để anh chị phân biệt được? Thì anh chị có thể làm ký hiệu, hoặc là anh chị bấm vào chữ Y là anh chị thấy. Ví dụ như ở đây nó có 4 cuộc gọi nhỏ thì anh chị bấm vào chữ Y thì anh chị kéo xuống là anh chị thấy cái số màu đỏ này là gọi nhỏ nè. Cực kỳ đơn giản luôn. Và thêm một cái nữa, anh chị có thể đặt cái logo cho từng cái danh bạ. Ví dụ như cái danh bạ này anh chị bấm chữ sửa. Bây giờ anh chị bấm vào, anh chị bấm vào dấu X ở đây để anh chị xóa cái khoảng trắng. Thì anh chị có thể cài cái tích cơ, hoặc là anh chị cài một cái gì đó lạ lẫm vô. Chẳng hạn như anh chị cài bóng đèn chẳng hạn, rồi anh chị bấm xong. Thì sau khi bóng đèn, bây giờ nó, người ta gọi tới nó chỉ hiện mỗi cái bóng đèn thôi. Và cứ thế anh chị muốn sử dụng cái logo hay cái tích cơ nào cũng được. Bây giờ anh sẽ gọi lại thử thêm một lần nữa để cho anh chị xem. Nó rất là đơn giản. Bây giờ bóng đèn gọi. Bây giờ gọi tới chỉ có bóng đèn. Ví dụ như người bấm bóng đèn thì anh chị đưa bóng đèn. Và bây giờ anh tắt. Và khi tắt thì anh chị có thể đổi logo. Anh chị lại bấm vào chữ sửa. Anh chị lại đổi cái logo nào đó. Chẳng hạn như anh chị đổi một cái logo nó khó nhìn hơn. Ví dụ như là bì thư chẳng hạn. Bì thư nè. Bấm xong. Rồi bây giờ em sẽ gọi vô nó hiện cái bì thư lên. Những cái anh chị muốn không muốn để khoảng trắng á, thì anh chị để những cái hình gì đó nó lạ một xíu, không cần đặt tên. Đây là nó có hai cái bì thư. Đây, anh chị thấy là nó chỉ có hai cái bì thư thôi. Không có tên và cũng không có số điện thoại. Với cái cách này thì anh chị nhìn vào trong cái biểu tượng anh chị đặt là anh chị biết ai gọi đến liền. Cực kỳ là hay và nhanh chóng. Và để trở lại trạng thái ban đầu thì anh chị bấm vào chữ Y nè, anh chị bấm vào chữ sửa. Sau đó thì anh chị xóa cái này và anh chị đặt lại cái tên như cũ là sim test chẳng hạn. Sau đó bấm xong. Thì kể từ bây giờ thì nó lại hiện tên lên lại bình thường.
Đây là cách mà anh chị có thể ẩn tên, ẩn số điện thoại trên iPhone rất là nhanh chóng. Video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách, quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả quý khách một ngày thật tốt lành.